First of all, we choose the LCD. LCD. Trong cái tình huống này là chúng ta có LCD 16 x 2 hoặc 20 x 4 là như nhau. Đúng nhỉ? Cái chân giống hệt nhau, cho nên chúng ta vẽ kiểu gì cũng được. Chỉ có điều là các cái chân này này là nó có tên. Tên và tên như này là chuẩn rồi. Đấy. LCD nào cũng vậy thôi. Chân số 1 là GD, chân số 2 là thế này, chân số 3 là này, vân vân. Đại loại như vậy. Sau đó chúng ta sẽ lấy một cái gì nhỉ? Biến trở đúng không nhỉ? Một cái biến trở. Một cái biến trở này nhằm nhiệm vụ là chỉnh cái độ sáng cho LCD. Thì biến trở này chúng ta dùng khoảng bao nhiêu K? Khoảng 5K là được rồi. 5K là đẹp rồi. 10K cũng được. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ lấy gì ạ? Lấy một con, hai con điện trở hoặc là diode. Thầy thích dùng trở hơn. Trở ở đây thì thầy thường để giá trị nó vào khoảng 470 ohm để thắp cho con led này này và hai con song song. Mắc hai con song song để cho nó đẩy dòng lên nếu như mà chúng ta dùng trở thường, tức là thường trở thường của chúng ta là khoảng 1/16 W. Và đây cho một cái nguồn vào thì nó sẽ nuôi ở đây. Thế và đằng này chúng ta sẽ cho một cái mát. GND đúng nhỉ? Thế phía bên này thì ở đây chúng ta sẽ cho là đây là GND và VCC thì chúng ta cho GND ở đây thôi. Đúng nhỉ? Ở đây chúng ta cho ở đây thôi, bình thường. Và có một cái là VEC thì chúng ta cũng cho VEC ở đây thôi. Đấy. Thế còn ở đây thì chúng ta cho cái anh này vào đây. Đấy, một bên GD, bên VEC và cái chân này này. Chân contrast. Contrast là để chỉnh cái sáng tối. Cho này. Thì chúng ta sẽ chỉnh cái LCD, cái chữ nó sáng hay tối, thay đổi nguồn một cái là nó sẽ khác ngay. Thế ở đây chúng ta sẽ dùng một chân nữa là GS, GS, ERV. Đây là chân GS. Bấm tab là nó sẽ hiện ra cái này. Nhưng mà nên để là LCD gạch dưới NGS. Thì về sau chúng ta có rất là nhiều cái GS khác nhau, chúng ta biết cái này của LCD. Cái thứ hai GV kép thì nó thường nối mát. Và cái này là E, LCD gạch dưới E. D0, D1, D2, D3 chúng ta thường là bỏ. Đây, ôi nhỉ. D4, LCD gạch dưới D4. Đây thầy sẽ dùng D4 ở đây. D5, D6, D7. Thế là hết. Bỏ cái E này đi. Kéo D4 vào đây. Và giữ chọn các cái này, sau đó thì chúng ta giữ căn trôn xong chúng ta kéo nó ra, thế là dây nó sẽ ra, xong rồi chúng ta thả căn trôn ra là kéo nó vào, thế là được. Cái chân GV kép này bắt buộc phải nối mát, nếu mà quên, ngày xưa có một lần thầy quên ấy, thế quên không nối mát thì là không chạy. Đấy, GV kép nối mát. Xong bây giờ chúng ta mới bấm các cái này, chúng ta copy ra căn trôn C, copy ra chúng ta để đâu đó ở đây này. Đấy, và đưa nó vào đây như này. Thế bây giờ chúng ta mới thiết kế một cái dạng, một cái cáp cắm mà. Cho nên chúng ta sẽ có và có âm, có dương, sau đó là có cả 2, 4, 6 đúng không nhỉ? Như vậy chúng ta có 8 chân tất cả. Chúng ta có header 8 place vào đây. Sau đó kéo cái này ra để mình để làm gì, để cho nó đẹp thôi. Bây giờ cho chắc chắn là nó nối các bạn ạ. Nhiều khi mình nhìn mình không biết, nếu mà để cạnh không biết nó có nối hay không. Các bạn di nhảy các bạn sẽ thấy một cái màu đỏ đỏ nhỏ nhỏ ở chỗ con chuột ấy.
Nếu không có cái đấy là không nổi. Sau đó một cái thì cho dương và một cái là cho âm. Các bạn thiết kế làm sao ấy, khi mà cắm ngược đầu cáp ấy, nó cũng không bị chập âm dương với nhau. Nếu các bạn cho âm một đầu, dương một đầu, cắm ngược phát là chập ngay. Có người ta còn thiết kế là cho âm ở giữa, còn thì các loại dương giữ ra ngoài hết. Thường như thế để cắm đảo cơ đầu cáp, vô tình mà quên mà cắm đảo không. Đấy, thế này là được gọi là một module LCD. Bây giờ chúng ta thấy là ở đây nó có một cái dấu hỏi chấm này. Chúng ta làm nào nhỉ? Để như này là lỗi rồi. Không, làm đổi tên bây giờ phải tự động hết. Vào tool xong vào for anode on schematic. Bấm một cái này nó sẽ bảo có 5 linh kiện chưa đổi tên. Đấy, thế là TN là nhanh nhất. Lưu nó lại. Lưu nó lại, bây giờ lưu vào đâu bây giờ? OD project. Xong nó cho vào đây này. Guide to sinh viên. Cái này là LCD display sheet 1 thì chúng ta không nên để, đúng nhỉ? Đặt mã nhé. Đặt mã là cái mạch này là LCD đúng không? LCD display đúng không? Do ai thiết kế? Thầy Tuấn Anh thiết kế đúng không? Năm bao nhiêu? 2014 đúng không? Tháng mấy? Tháng 3 là 03 đúng không? Version này là version mấy? V1. Sau đó thì copy nó lại, enter vào đây. Thế tí nữa nó sẽ vào file save và on một cái project của nó sẽ hiện lên. Đây có chữ PCBBG, dán đúng cái tên này vào. Thế về sau chúng ta tìm mạch sẽ rất là dễ. Và cái tên đấy chúng ta nên để ở đây. Chúng ta place một cái text string, tap một cái xong cho đúng cái tên này vào đây. Xong là cho nó vào đâu đó chỗ này. Xong đây chúng ta đặt một cái tên là mạch hiển thị LCD. Thế thôi, 16 x 2 được, 20 x 4 được. Hoặc là text LCD, thế, ví dụ thế. Xong rồi. F là để C hết, C về F là file, C là C và hết nó lại. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ việc sang bên kia và chạy mạch là xong. Create PCB. Cái này ghi nó là Ctrl S, ghi đúng chỗ cũ, vẫn cái tên cũ, đúng nhỉ? Save vào nó lại, mọi thứ đều cùng một tên cả. Xong sang bên này, vào Design, xong Update PCB. Nhưng có một điều chúng ta chưa làm đó là Tool Footprint Manager. Chúng ta xem chân nó là như thế nào, giờ với kép chân này được chưa? Được rồi, đúng không? Chở chân này được chưa? Được rồi. Header chân này chưa? Rồi. LC chân này chưa? Rồi. Nếu để này để 8 thì 8 mà 4 thì 4, đúng không nhỉ? Chúng ta còn thiếu một cái nữa, các bạn biết là gì không? Về sau chúng ta sẽ bỏ sau, đó là bốn cái chân vặn bit nhỉ. DU một cái để chạy tất cả cái này. Thầy không thích cái zoom này đâu. Cái room này không thích đâu, bỏ. Execute một cái, tất cả nó chạy sao on hero không có lỗi nào, thế là xong. Ok. Thế là sang bên này thì mình có một cái Ctrl A để đây rất khó chịu, di chuyển lên đây, Ctrl A chọn di chuyển lên đây. Đấy, thế là được. Đúng nhỉ? Nếu sang bên này thì chỉ việc là sắp xếp linh kiện sao cho nó hợp lý thôi, vì nó là module mà. Đấy, để lên đây. Đấy, sắp xếp nào cho nó hợp lý thôi. Và nó có những cái mẹo để sắp xếp cực nhanh. Cái mẹo về sau này chúng ta sẽ tiếp xúc đến những cái mẹo sắp xếp cái này cực nhanh mà nhìn nó rất là trực quan. Thế bây giờ hai cái này ví dụ sắp xếp không cùng thẳng hàng thẳng lối, bôi đen này, can chôn ship B một cái là sắp xếp theo kiểu bottom. Thế là xong. Thế là ở đây chạy mạch thì đơn giản là chúng ta vào design xong rules để điều chỉnh lại cái luật chạy mạch. Clearance là khoảng cách. À, ở đây là đơn vị là min chưa được, kích chuột phải vào đây chọn option, what option và chọn đơn vị là mét. Ok. Đơn vị là mét, mét hay hơn min bởi vì là mét mình có thể tưởng tượng và đo được. Khi mình đo ở trên chân linh kiện ấy, nên là mình đo được. Thế xong rồi. Xong rồi thì bây giờ vào design rule hoặc là DR chỉnh cái này, khoảng cách cái này là tức là các cái đường với nhau khoảng cách như này là khoảng 0.8. Rồi kích thước đường mạch thì là 2 1.2 0.8
2 tức là lớn nhất, 1.2 tức là trung bình, còn 0.8 là minimum, cái độ dày của đường mạch ấy. Thế xong bây giờ chỉ đơn giản, à cái này nhìn, cái này khó nhìn quá nhỉ. Bot option cho nó biến hết thành dấu chấm. Đây này, cái line này này chuyển thành dot, line này chuyển thành dot. Xong ok, ok, ok. Thế là bây giờ nó chỉ còn có mỗi là dấu chấm này này, nó không lẫn lên màu dây của mình. Thế xong ở đây mình sắp xếp làm sao để cho nó thẳng với cái này. Thế xong rồi chạy thôi. Một, à đây là lớp top, mình phải chọn lớp bottom. Thế chạy vào bottom vào đây. Mình có một cách khác chạy nhanh hơn, đó là bôi cái chân này xong bấm vào đây. Bấm vào đây chạy ra và nối vào đây một cái. Thế là xong. Thế còn mấy cái thằng này thì chạy như thế này. Thằng này thì chạy ra đây. Các bạn không sợ nó chập đâu, vì có muốn dí vào chập nó không chập. Đúng không nhỉ? Chúng ta có luật chơi rồi đúng không nhỉ? Thế cho nên là cái này trông này có vẻ đảo như này thì hoặc là chúng ta đưa ra đây, hoặc là chúng ta xê dịch nó ra, nhưng mà đưa ra đây cũng có vẻ được đúng không nhỉ? Hoặc là xoay như này. Nhỉ? Thôi để như này đi đúng không? Để như này đi. Thế xong rồi. Bôi hai thằng này, ôi. Bôi hai thằng này. Chạy thằng này cho nó nhanh. À bên kia nó còn đang chọn một cái chân khác nữa. Đấy. Thế xong anh này thì lại vòng lên đây. Đi qua đây, chạy lên đây. Lời khuyên tốt nhất đó là nên chạy mạch bằng tay và không nên chạy tự động, vì tự động nó sẽ không như ý mình đâu. Còn cái này thì sao nhỉ? Hết đường rồi thì bây giờ tạo một câu dây đúng nhỉ? Tạo một cái dây ở đây, jumper sang đây. Có khe thì nếu muốn như thế thì mình sẽ là chạy cho chạy qua một cái khe đúng nhỉ? Đây, bởi vì cái này nó còn chạy sang đây nữa mà đúng nhỉ? Đấy. Thế xong rồi ở đây thì lại chạy sang đây. Chạy sang đây. Chạy này sang đây. Đấy. Thế còn ở đây chạy ra đây thì sao? Bây giờ chịu rồi. Không có cách nào. Đúng nhỉ? Chúng ta có một cách, đó là chạy cái đường này này, câu dây thì đường này sẽ vòng vòng sang đây, vẫn dính, vẫn bị một tí. À, nếu như các bạn ngồi các bạn chu toàn đấy, các bạn có thể chỉnh các cái này là nó chạy nó khác đi, thì chúng ta sẽ có những cái đường mạch không hề phải câu dây. Và cái mạch này, những mạch như thế này thầy làm ở nhà làm kỹ thì cũng gần như không bao giờ phải câu dây đấy. Bao giờ cho chúng ta nhìn thấy trên này không còn một đường nữa như thế này là xong, là coi như là không bị gì hết đấy. Thì cái này chúng ta có thể chọn lại các cái khác, ví dụ bật lên như này thì ở đây không qua đường này nữa thì chúng ta sẽ được cái đường này nối thẳng vào đây đấy, không qua đường này nữa thì đường này chui đâu, đường này chui thẳng xuống đây hoặc chui sang đây, cái này đi sang đây đúng không nhỉ? Có thể không cần phải câu em ạ, có thể không cần phải câu dây, bằng cách là chúng ta triệt tiêu các cái chân không cần thiết đi, hoặc cái này chuyển thành cái 10 xong rồi chúng ta không dùng hai chân hoặc gì đó tùy đấy. Thì bây giờ giả sử như này xong rồi, nhưng bây giờ chúng ta vào bấm F để vào cái chọn in này, sau đó thì chọn cái khổ giấy là A4, chọn cái này là này Scabrin, tức là chọn một thôi, chọn đây là mono, bỏ thằng này đi, center, chọn thằng này khoảng 8.000, còn cái gì thì tính sao, bicep quên, chọn này portrait để cho nó dựng đứng lên, 8.000 này thừa rồi, nó chạy tít lên trên kia rồi. Thì PCF chúng ta chọn thằng này là 6.000. Ok, thì cái mạch của chúng ta ở đây này. Nhưng vấn đề là mạch của chúng ta có thực sự to như này hay không? Giờ cờ lâu nó lại. Nhưng bây giờ mạch của chúng ta muốn 10 bao nhiêu nhân bao nhiêu thì chúng ta đặt cho nó một cái đường phủ bên ngoài, keep out layer, chọn cái keep out layer này. Xong rồi chọn vẽ một cái đường bên ngoài mà để bao toàn bộ mạch đấy, tức là khi mà chúng ta cắt mạch, giả sử chúng ta chỉ có LCD 16x2 thôi, chúng ta sẽ lấy cái chỗ này. Đấy. Sau đó thì lên đây zoom nó vào. Bây giờ chúng ta sẽ cho mạch nó chỉ có cả ở cái phần này của chúng ta thôi.
thì chúng ta bôi đi ăn chọn cái thằng này. Đấy, sau đó thì vào design, boss shape, define from select. Thế là mạch của chúng ta chỉ còn mỗi này thôi. Clear nó đi. Đấy, lưu lại. Bây giờ ép lại một cái thì chúng ta mạch thấy ở đây. Nhưng mạch như này thì không khoan được đúng không nhỉ? Configuration vào đây chọn cái này là hole. Hole thì nó sẽ có những cái lỗ đây này, đặt mũi khoan để khoan. Bây giờ khoan chúng ta chỉ cắt mạch ở đây thôi. Nhưng mà nhìn như này thì nó có vẻ là hơi lãng phí giấy đúng không nhỉ? Đẩy nó lên. Đẩy lùi nó lên hoặc là nhân đôi nhân bảng cái này ra. Bây giờ thầy đẩy ép. Đẩy cái này lên. Space setup đẩy cái này lên khoảng 8000. Đúng không nhỉ? Có lâu đấy nó đẩy lên sát đấy, in mà phát nó ra ngay, cho nên là một cái tờ giấy mình cắt ra được nhiều lần. Sau đó là gì? Mạch ở đây trông như này rồi, làm gì nữa nhỉ? Hết rồi đúng không nhỉ? In ra file PDF. Đúng nhỉ? Parin zip và current back. Ok. Ra một cái PDF xong rồi cờ lâu cái này lại. Chuyển sang bên PDF, cái này wait to collect. Chờ ở đấy tí. Chuyển sang bên này. Ctrl P hoặc là file page setup thằng này. In thằng này chọn là in màu, khổ là A4, chọn khổ đứng à, khổ ngang, khổ nó khổ ngang. Rim preview ra trông như này xong in một phát nữa. Đấy, thế này là ok. In nó sẽ in ra cái máy in này, gộp tất cả thằng này lại với nhau, sau đó thì in ra. In ra save lúc nãy mình save vào đâu ấy nhỉ? Vào D, xong project xong rồi. Guide sinh viên. Guide là hướng dẫn. Cái này chúng ta là LCD display đúng nhỉ? Đây, vào LCD display chứ. Sau đó thì nó gõ sao một cái xem nào. Nó hiện ra này, chọn tên này xong rồi bỏ cái đuôi này đi. Đấy, save vào nó vào. À, nó hỏi ghi đè không, nó phải xóa này đi, ghi lại thằng này, enter. .pdf. Thế và bây giờ chỉ việc là mang cái này ra, đi in trên cái giấy. Xong rồi là, nhưng ở đây chúng ta còn thiếu một bước, đó là bước phủ mask. Nhưng mà